Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Cầu Mễ Sở là một trong ba cầu lớn vượt sông thuộc dự án Vành đai 4 vùng thủ đô, công trình kết nối huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, dự kiến khởi công vào tháng 10 năm 2024, dự kiến hoàn thành năm 2027. Cầu cách trạm bơm Hồng Vân, huyện Thường Tín khoảng 600 m về phía hạ lưu. Ở huyện Văn Giang, đường dẫn lên cầu chạy qua các xã Mễ Sở, Thắng Lợi và cạnh đường dây điện 500 kV. Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14 km có điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 1A và vành đai 4, điểm cuối là nút giao giữa cao tốc Hà Nội Hải Phòng với vành đai 4. Theo dự án nghiên cứu tiền khả thi, cầu Mễ Sở có mặt cắt ngang 17,5 m nhưng sau đó chốt lại 24,5 m để bố trí thêm hai làn xe máy và xe thô sơ. Sau khi hình thành, cầu Mễ Sở sẽ mở ra hướng đi mới cho phương tiện từ trung tâm Hà Nội đến huyện Văn Giang và ngược lại, thay vì đi hướng cầu Thanh Trì như trước đây. Cầu Mễ Sở còn tạo nên sự kết nối giữa hai cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng, góp phần làm giảm thiểu lượng phương tiện vào nội đô Hà Nội. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dài 112,8 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư sơ bộ 85.800 tỷ đồng. Dự án chuẩn bị đầu tư thực hiện từ năm 2022, khởi công vào tháng 6 năm 2023, dự kiến hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án được triển khai theo 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, trong đó Hà Nội thực hiện 3 dự án thành phần, công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận Hà Nội và đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc theo phương thức PPP. Hưng Yên và Bắc Ninh mỗi tỉnh chịu trách nhiệm 2 dự án thành phần, công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận của mỗi tỉnh. Với dự án đường song hành, đường đô thị đi thấp, đại diện 3 tỉnh thành đều cam kết tiến độ hoàn thành chậm nhất cuối năm 2025. Hà Nội phấn đấu khởi công dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc trên cao theo phương thức PPP đầu quý 4 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cho biết sở này cũng đang tìm chủ đầu tư cho dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Đây là cầu vượt sông Hồng 11.000 tỷ đồng, đi qua loạt đại đô thị nối Hà Nội với Hưng Yên, dự kiến tiến độ thực hiện từ năm 2024 đến năm 2028. Dự án xây dựng công trình cầu Ngọc Hồi và đường hai đầu cầu là một trong các dự án giao thông thuộc nhóm dự án đầu tư công đang được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu nằm trên tuyến đường vành đai 3,5 được đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế 80 km/h. Toàn bộ tuyến chính là cầu trên cao, cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng thép hoặc bê tông cốt thép tự ứng lực. Theo đó, dự án có quy mô dự kiến dài 6,5 km, rộng 80 m. Địa điểm thực hiện dự án tại các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, thành phố Hà Nội và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Công trình cầu Ngọc Hồi và đường hai đầu cầu thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia sơ bộ, tổng mức đầu tư là 11.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến năm 2024 đến năm 2028. Tại vị trí được xây dựng cầu Ngọc Hồi, xung quanh có rất nhiều đô thị lớn đã và đang triển khai, điển hình như Vinhomes Đại An, Vinhomes Dream City, khu đô thị Eco Park. Dự án cầu Ngọc Hồi khi được xây dựng và hoàn thiện sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông ở cầu Thanh Trì, mở ra thêm những cung đường rộng rãi, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Việc Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm, thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc theo đúng chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ với nỗ lực thực hiện bằng được mục tiêu đặc biệt này. Sự kiện trên được tổ chức trong ít ngày tới chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm vóc của một bộ ngành cụ thể để trở thành phong trào thi đua toàn quốc, tạo dấu ấn kinh tế đặc biệt trong cả giai đoạn 2021-2026, tạo cú hích mạnh trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng với điểm nhấn chính là mạng đường cao tốc quốc gia. Cần phải nói thêm rằng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 phấn đấu đưa vào khai thác 5.000 km. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được các bộ ban ngành địa phương đặc biệt chú trọng,
với tư duy mới, cách làm mới, đảm bảo cả 3 mục tiêu chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Đến nay, cả nước đã hoàn thành thêm gần 700 km đường bộ cao tốc đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên hơn 2.000 km. Các dự án hoàn thành đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị dịch vụ công nghiệp mới, làm tăng giá trị đất đai, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời thay đổi diện mạo đất nước, góp phần tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, việc giải phóng mặt bằng còn lại tại một số dự án vẫn chậm, tiến độ triển khai thi công tại một số công trình chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác triển khai, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật tại một số dự án cũng chưa sát dự kiến. Chính vì vậy, việc phát động thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc sẽ góp phần khơi dậy mạnh mẽ, khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân về xây dựng các dự án đường bộ cao tốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trên thực tế, đây là mục tiêu đầy thách thức, bởi để hoàn thành 3.000 km cao tốc vào cuối năm 2025, tốc độ triển khai phải nhanh hơn gấp nhiều lần so với công tác đầu tư xây dựng loại hình công trình giao thông đặc biệt này trong thời gian qua. Ngoài việc tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua đại dịch, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, thi công 3K4 kíp, các bộ ngành và địa phương liên quan, trong đó vai trò chủ công là Bộ Giao thông Vận tải, cần có cách làm sáng tạo, tổ chức triển khai bài bản khoa học để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình dự án. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng cần nhanh chóng rà soát lại các tuyến đường bộ đã đưa vào khai thác, có khả năng nâng lên thành đường bộ cao tốc như đoạn Nội Bài - Bắc Ninh đi trùng quốc lộ 18 đoạn Hưng Yên - Hà Nam đi trùng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, đoạn Phủ Lý - thành phố Nam Định đi trùng tuyến đường bộ mới Phủ Lý - Nam Định theo hình thức BT và BOT để tham mưu báo cáo Thủ tướng phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường này lên thành đường cao tốc theo quy định. Trong mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025, thì nhiệm vụ tiên quyết là phải hoàn thành thông toàn bộ tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông trong năm 2025, theo nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan đơn vị liên quan phải hết sức tập trung, trách nhiệm, huy động toàn bộ nguồn lực để triển khai, trong đó đặc biệt lưu ý tuyến cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau tuy đã tháo gỡ được một số khó khăn vướng mắc nhưng vẫn có nguy cơ chậm tiến độ. Trong mọi trường hợp khi gặp khó khăn vướng mắc trở ngại, các cấp các ngành các lực lượng tham gia triển khai dự án công trình cần đồng tâm hiệp lực, chỉ bàn tiến không bàn lùi, quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua mọi thách thức, đưa công trình về đích. Đây chính là giải pháp căn cơ nhất để ngành giao thông tận dụng mọi nguồn lực cùng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có thể hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.